xin chào toàn thể bà con mình nha. Hôm nay em lại tiếp tục về một lô là 4 xe nha anh em. Là tổng cộng ở đây em có là đây, siêu phẩm đời 2021 giá hơn 300 cành chút xíu. Bên kia là đời 20, 18 có, 19 có thì giá lên quanh, nếu mà đối với 20, 21 thì hơn 300 chút xíu thôi bà con. Còn đối với 18, 19 thì nó sẽ tầm 200 ngoài triệu nha. 200 lớn hay nhỏ tùy thuộc vào độ đẹp của máy. Giờ em đi sơ qua chiếc này. Thì chiếc này dách hàm sau nó còn được nè. Tình trạng xe này động cơ bơm số rin ha, số là không hú nha anh em. Số là cam kết với em không hú. Hàm xe này đã lót inox rồi, bông cuốn còn sạch. Giờ em sẽ đi chi tiết báo giá từ con luôn cho bà con mình. Chiếc này sẽ hơn 300 triệu chắc rồi nha anh em ơi. Hơn 300 xíu thôi. Hộp số zin, động cơ, băng tải, dách băng tải còn rất là ngầu luôn, không xét không một gì hết. Anh em nhìn cái chỗ dách, cái chót hàm dưới nè, chân cẳng bên đây thì bánh sau với bánh tăng thì nó đã có lai rồi, nhưng mà bánh lăng bánh đè là còn nguyên bản hết cho bà con mình nha. Thanh trượt thì hai cây lai ha nè, thanh trượt thì hai cây lai. Rồi tiếp tục đây, nắp hông tủ lạnh còn được nè đó. Rồi xong, bỏ qua con 21 này đi, nói về con 2020 thì giá hơn 300 nhẹ xíu nữa nè. Rồi con này thì hơn 300 cạch chút xíu, động cơ bơm số ba cục zin, hộp số vẫn bao hú cho anh em mình luôn ha, là tết thoải mái, không kêu không hú gì hết, hộp số ha. Rồi dây cu đo 66 này, cộng này nó mới thay luôn nè đó. Dách thùng còn thẳng thớt ha. Đây, trong cái bầu gió của nó đây nè, tăng đưa thì nó đã có chế lại rồi nha, nó chế lại cái xài bạc đạn chứ không phải xài bạc chi chen như là mấy cái thằng kia, thằng chủ này nó cũng biết xài. Đây tủ lạnh bên trong đó, thẳng thấm đàng hoàng. Lưới thì nó đã thay 4 miếng inox, thanh độc thì đã thay luôn rồi ha. Rồi dàn sàn ở phía dưới đây nè, sàn này nó tẩy hay sao á, tẩy á nè, tẩy cho nên nó mới ra trắng trắng vậy nè, mấy nước tẩy á, nếu mà không xịt dầu lên nó sẽ ra trắng trắng vậy, mà còn thấy không đó. Tại vì máy á, mình mua về và rửa tẩy, gửi tiệm rửa cho sạch á nè, nhưng mà có nhiều chỗ nó ẩu á, cho nên là nó không có mà xịt dầu lại á, nên nó sẽ bị mấy cái trắng trắng đó. Rồi thùng thớt chiếc này thì còn đẹp luôn nè, thùng thớt chiếc này thì còn đẹp ha. Mui nó đây, mua của em này đây, cái này lông lên băng tải đó. Quay chi tiết mấy cái dách bên trong cho bà con xem. Rồi thùng thiết lực của nó đây nè, cái này hơi chốc sơn nè ha, cái chốc này thì mình bỏ qua được, tại vì cái đó sơn phết lại mình là bình thường. Mặt bố xe này thì nó đã có mở động cơ zin, số zin, nhưng mà bố thì nó đã có mở nha, chỉ mở bố thôi. Hàm xe này còn được khoảng độ 7-8 nút thôi anh em ơi, tại vì ở bên đây nó hơi có lũng nhẹ chỗ này xíu nha. Rồi dài bên đây, quay chân cẳng cho bà con xem. Đây 2020 nè, KH nha bà con. Đây dách ở trong nè, dách hàm trong nè, anh em nhìn là anh em mê liền. Rồi con này cũng giống con kia, lăng zin còn đầy đủ, nó chỉ lai một con nè, nó lai một con này nè bà con thấy không. Rồi chân sườn sexy bên đây, chân sườn sexy bên đây còn được mà ha. Đây chân sườn thì đẹp ha. Rồi hay vỏ khoan, ủa sao cây này cũng y chang cây bên kia ta, cây này giống y chang cây bên kia luôn, động cơ nguyên bản nguyên xi luôn ha. Cơ nguyên bản, bồn lúa thì ở trên đây nó hơi móp nhẹ chỗ này, thì mấy cái này thì bán thì mình sẽ bao làm lại cho nên mình hết mấy cái đó phần đó ha, nó không quan trọng cho lắm, ví dụ được máy móc thôi, còn này kia thì em sẽ làm lại cho con mình hết toàn bộ. Rồi tiếp tục bên đây, một em đời 2018, ủa 27 chứ, 27 chống cuốn lúa thay nóc, con này giá bèo lên em 200 mấy triệu. Cắt rồi chân cẳng 27 BH nha nè, nãy em nhầm ha, BH nha. Đây dách hàm trong này chưa rửa, chưa xịt dầu nha, chưa rửa chưa vô dầu gì hết. Lăng zin thì nó cũng còn một hai con thôi, đa số lai hết rồi, mà sexy trong còn được ha, sexy trong đây. Bồn lúa, động cơ đây nè. Rồi ok, hôm nay thì về cũng được 4 xe, ví dụ anh em cảm thấy ưng xe nào thì bà con cứ ủng hộ cho máy Nam Thủy Tiên nha. Bên em thì ngày nào cũng có về xe liên tục cho bà con mình lựa chọn hết đời máy, hay là bà con muốn giá cả làm sao đó thì cũng có đầy đủ để đáp ứng cho anh em. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều, chúc anh em năm mới phát tài nha.